Thủ tướng yêu cầu thanh tra ngay thị trường vàng, giao Bộ Công an xử nghiêm hành vi trục lợi, thao túng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 22 CDTTG ngày 20 tháng 3 năm 2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng. Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá, gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Thời gian qua thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước, ngân hàng nhà nước đánh giá toàn diện, phân tích kỹ lưỡng và có các giải pháp hiệu quả kịp thời, đúng quy định, theo nguyên tắc thị trường để xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao trong thời gian qua, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Ngân hàng nhà nước giả soát kỹ lưỡng, toàn diện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức thực hiện ngay việc tổng kết thực hiện Nghị định số 24-2012 NDCP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật nhất là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức, cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển tài liệu, hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với ngân hàng nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng. Thủ tướng giao các bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước về quản lý thị trường vàng. Kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin và chủ động xử lý các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Thị trường vàng chờ nghị định 24 sửa đổi. Từ cuối năm 2023 đến nay, chính phủ cũng đã nhiều lần yêu cầu ngân hàng nhà nước có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá vàng miếng trên quá cao so với thế giới. Liên quan đến việc quản lý, điều hành thị trường vàng, kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 vào ngày mùng 2 tháng 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục có biện pháp giảm lãi suất cho vay và sớm trình sửa đổi nghị định của chính phủ về quản lý thị trường vàng, nghị định 24. Sau chỉ đạo của thủ tướng, thị trường vàng đã có những ổn định hơn, tuy nhiên diễn biến giá vẫn liên tục biến động. Mới đây, giá vàng đã vượt đỉnh lịch sử, gồm cả vàng nhẫn, vàng trang sức, trong khi giá vàng miếng SJC lên tới gần 82 triệu đồng lượng, sau đó dần hạ nhiệt. Hiện nay, giới chuyên gia cũng kỳ vọng về việc sửa đổi nghị định 24 sau hơn một thập kỷ áp dụng sẽ có thể tạo ra những đột phát trong việc quản lý và định hướng thị trường này phát triển ổn định, hội nhập được với thị trường quốc tế. Ông Huỳnh Trung Khánh Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép lưu hành một vài thương hiệu vàng miếng khác như P&J, Doji thay vì chỉ có SJC để tăng tính cạnh tranh về mặt giá cả và đa dạng hóa nguồn cung. Chia sẻ quan điểm trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng ngân hàng nhà nước không nên một mình giữ quyền sản xuất vàng miếng vì không có ngân hàng trung ương trên thế giới nào sản xuất vàng miếng cả. Thay vào đó, ngân hàng nhà nước có thể xem xét cho một số ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp được sản xuất vàng miếng để cung ứng cho thị trường. Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế và sẽ giúp giảm chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế. Cần bổ sung các quy định về loại hình vàng kỳ hạn nhằm đa dạng hóa các loại hàng hóa trên thị trường vàng. Các sản phẩm lưu hành trên thị trường vàng cần được phát triển từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường và kiến thức của nhà đầu tư, phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Chí Long nêu quan điểm. Cũng theo phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Chí Long, việc quản lý thị trường vàng là quá trình vừa làm, vừa thử nghiệm và rút kinh nghiệm. Chính sách và các biện pháp quản lý đối với thị trường vàng cần linh hoạt với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, không có một chính sách, một biện pháp nào đúng cho mọi giai đoạn.